Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Hồ Duy Hải bí ẩn từ lời khai của thiếu tá Đinh Văn Còi và những bút lục bị biến mất. Sau nhiều sự kiện rối ren vì vật chứng bị mất và nhân vật Nguyễn Hữu Nghị bị đánh cháo, thì nay phát hiện thêm lời khai của thiếu tá Đinh Văn Còi và một người bạn tên là Chí sẽ làm thay đổi cơ bản hướng điều tra và căn cứ ngoại phạm của một số người. Ngược lại thì Hồ Duy Hải lẽ ra phải đương nhiên bị xem là ngoại phạm. Điều kỳ lạ là những bút lục bị mất. Lời khai của anh Đinh Văn Còi, bút lục số 139, anh Lê Thanh Chí khai bút lục số 141. Những bút lục này giờ đây đang ở đâu là một câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh hiện trường vụ án với những nhân vật xung quanh bưu điện cầu voi. Sát phía trước có chốt dân phòng và điểm bán trái cây cách đó chỉ có 150m mà thôi. Một yếu tố quan trọng hơn cho biết, nữ nhân viên bưu điện tên là Vân phải sau 21 giờ mới có mặt tại địa điểm bán trái cây. Tức là lời khai của anh Nguyễn Văn Thu, dân phòng rằng sau 21 giờ thấy trên lầu bưu điện sáng đèn là khá hợp lý và đáng tin cậy. Một điều quan trọng nữa là cần chú ý là cánh cửa đi lên lầu của bưu điện vào sáng hôm sau đã bị khóa từ bên ngoài. Và kỳ lạ hơn là tất cả những nghi vấn này được các cấp xét xử và 17 trên 17 vị thẩm phán của Tòa án Nhân dân tối cao cho qua để kết luận rằng bản chất vụ án không thay đổi. Những phát hiện trên đây đều cho rằng cho nhà báo Trương Trần Hữu Danh tiết lộ trên trang Facebook của mình và ông viết cụ thể như sau. Bản án giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải, 17 vị thẩm phán cho rằng 20 giờ 30 phút bưu điện đóng cửa, Hải đưa tiền để Vân đi mua trái cây và gây án trong thời gian Vân ra ngoài. Sau đó Vân về thì bị sát hại ngay lập tức, nghĩa là thời gian gây án sẽ từ 20 giờ cộng với thời gian đi Vân đi mua trái cây cộng với thời gian sát hại Vân. Đoạn đường Vân đi là 150m, cả đi cả về là 300m. Và chúng tôi đã thử đi và mất từ 5 đến 6 phút. Hồ sơ thể hiện rằng Vân chỉ mua hàng và đối đáp mấy câu trong lúc mua rồi về. Như vậy, khung giờ để các đối tượng khác ngoại phạm được xác định là từ 20 giờ 30 cho đến 21 giờ. Và trong khung giờ này, nếu Hải khai, Hải ngủ ở nhà hoặc không chứng minh được ngoại phạm thì sẽ bị kết tội. Nhưng chúng tôi có bút lục chứng minh rằng sau 21 giờ Vân mới có mặt tại địa điểm bán trái cây. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh đưa ra tình tiết hết sức quan trọng này. Đây là hình ảnh lối đi lên lầu bưu điện cầu voi được khóa kín vào sáng hôm sau. Ai đã khóa ổ khóa này, dấu vân tay trên đó của ai, ai đã có mặt trên đó khoảng 21 giờ đêm hôm trước là câu hỏi được đặt ra. Và những câu hỏi này không được cơ quan điều tra xác định và 17 vị thẩm phán tối cao tại Tòa án Nhân dân ở Hà Nội cũng không muốn quan tâm. Như vậy, giờ chết của các nạn nhân đã được xác định sai. Và sai giờ chết, tức là giờ gây án, thì kẻ ác sẽ rất trở nên ngoại phạm. Và mọi sai lầm sẽ khởi đầu cho điều tra viên tự ấn định thời gian gây án một cách sai lầm. Tuy nhiên, bút lục quan trọng này thì trong hồ sơ mà Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đang giữ lại không có. Đề nghị Viện trưởng Lê Minh Chí cho kiểm tra ngay hồ sơ để thấy thiếu bút lục số 262. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh viết ra như một khẳng định như vậy. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh viết tiếp như sau. Sau 21 giờ, Vân còn đi mua trái cây, nên lời khai của anh Nguyễn Văn Thu, tức là dân phòng trước cửa bưu điện cầu voi, lúc hơn 21 giờ, anh còn thấy ánh đèn trên lầu 1 bưu điện là phù hợp. Nhiều người ghé bưu điện trong khung giờ Hồ Duy Hải, tức là từ 19:30 cho đến 20:30, đều được lấy lời khai. Có một lời khai là hết sức quan trọng của thiếu tá Đinh Văn Còi, sĩ quan công tác tại phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Long An. Và anh thiếu tá Đinh Văn Còi khai, 19:30 anh và bạn tên là Lê Thanh Chí ăn cháo vịt xong ở Cầu Ván, chạy về ghé vô bưu điện Cầu Voi 2,8 km, nạp tiền điện thoại mỗi người 100.000 đồng. Quãng đường 2,8 km tầm từ 4 đến 5 phút. Anh nạp thẻ xong tầm từ 4 đến 5 phút thì về. Nối tiếp sau là đến anh Đinh Vũ Thường xuất hiện tại bưu điện. Cả hai lời khai của anh Còi và anh Chí tương đối trùng thời gian với anh Đinh Vũ Thường. Nhưng nếu theo nhận dạng, trang phục mà hai anh mô tả thì khác hoàn toàn với anh Thường, xe cũng khác. Đây là hình ảnh hiện trường bưu điện Cầu Voi nằm kề điểm dân phòng và hầu như lúc nào cũng có người túc trực. Anh Còi nhìn thấy thanh niên đang ngồi mặc áo thun cổ vàng, ngắn tay, da trắng, tóc rợn, tầm 30 đến 33 tuổi, người hơi mập.
Anh Chí, bạn anh Còi thì mô tả người này mặc áo thun vàng sậm, ngắn tay, tầm 28-30 tuổi, mặt tròn. Quan trọng là phía ngoài không có chiếc xe nào. Anh Thu ở ngay chốt dân phòng, anh Còi là cảnh sát bảo vệ khu vực mục tiêu. Cả hai đều có nghiệp vụ nên quan sát phải tốt hơn anh thường. Hơn nữa, anh Còi mô tả giống anh Chí nên nhận dạng người ngồi bưu điện sẽ chuẩn hơn anh thường. Anh thường vào là phải vấn số và thực hiện cuộc gọi, và cái thời gian mà nói chuyện phải tập trung để cho đỡ tốn cước. Còn anh Chí và anh Còi nạp cát sẽ có thời gian quan sát xung quanh hơn anh thường. Do đó tôi tin lời ba nhân chứng Còi, Chí, Thu sẽ chính xác hơn, nhà báo Trương Châu Hữu Danh nhận định như vậy. Như vậy sẽ có một số dữ kiện mới như sau. Nạn nhân Vân vẫn còn sống tại hiện trường sau 21 giờ. Với mốc thời gian này thì nhiều tình tiết buộc phải xoay chuyển. Một số đối tượng được xác định ngoại phạm theo mốc thời gian sẽ không thể được xem là ngoại phạm nữa. Vào sáng ngày 14 tháng 1, hiện trường đã bị khóa lối lên lầu. Vậy ai đã khóa lối đi này? Câu hỏi cũng được đặt ra. Và như vậy, anh Thu nhìn thấy đèn còn sáng sau 21 giờ là lúc ấy đang có người ở trên lầu. Ai đang ở đó và chuyện gì đã xảy ra ở trên đó cũng là một câu hỏi tiếp tục được đặt ra. Câu hỏi khác được đặt ra là liệu hung thủ có đi xe hay không và chiếc xe đó là xe gì? Nếu theo lời khai của anh Còi và anh Chí thì người ngồi trong bưu điện là người tầm khoảng 28-33 tuổi, hơi mập, mặt tròn, da trắng, tóc rợn, mặc áo thun vàng sậm. Và Hồ Duy Hải khi ấy mới có 23 tuổi sẽ là ngoại phạm vì rất khác với nhận dạng này. Tuy nhiên, những chứng cứ gỡ tội cho Hải đã bị đưa ra ngoài. Cuộc đời anh Còi thật nhiều sóng gió. Anh mê đá gà nên sau đó bỏ ra khỏi ngành công an, bị xử lý hình sự mấy lần nhưng khá nhẹ thôi. Gần đây nhất, cuối tháng 4 năm 2020, công an đã vây bắt sòng bạc của anh Còi. Con bạc bỏ chạy toán loạn. Một người có mặt tại sòng bài tên là A và Quy cũng chạy, nhưng được chừng 1 km thì mệt quá, vỡ tim gục chết giữa đường. Công an đã khởi tố và lệnh bắt anh Còi. Tôi nghĩ 17 thẩm phán chưa nhìn thấy chữ ký của anh Còi. Và nhà báo này nói tiếp, tôi mong các vị rút hồ sơ xem lại tái thẩm, vì lời khai của anh Còi ở thời điểm đó đáng tin và sẽ thay đổi bản chất của vụ án. Đây là hình ảnh chữ ký của thiếu tá Đinh Văn Còi trong vai trò nhân chứng trong hồ sơ vụ án. Ảnh do nhà báo Trương Châu Hữu Danh chụp cho thấy ông đã có bản copy của biên bản lấy lời khai này. Đây là căn cứ quan trọng có thể cho rằng Hồ Duy Hải ngoại phạm. Tôi tin anh Còi với con mắt nhà nghề khai đúng. Anh Còi khai bút lục số 139, anh Chí bút lục số 141. Việc cần làm bây giờ là Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hãy kiểm tra ngay hồ sơ, sẽ thấy thiếu bút lục số 139 và 141. Ghi chú thêm, và cũng như tông tích Nguyễn Văn Nghị không có, Nguyễn Mizo đi làm ở xa và có thêm tên Thạch Mizo. Tôi đố các bạn có thể tìm được anh Đinh Văn Còi trong thời điểm này. Bình luận về chuyện đốt quần áo của Hồ Duy Hải, nhà báo Trương Châu Hữu Danh viết tiếp: thật lòng tôi thấy rất thất vọng khi cùng một hành vi đốt mà 17 thẩm phán lại có thể nhận định bất nhất, chỉ với mục đích có lợi cho mình và gây hại cho người. Hải đốt quần áo theo thói quen, các anh khăng khăng bảo là đốt tang vật. Và dao thớt là tang vật thì bị đốt, thì các anh bảo là bản chất không thay đổi. Có bản chất nào mà lại hại bức hại nhân dân? Có bản chất nào mà đồ vật đơn giản đem đốt lại biến thành tang vật, còn tang vật biến thành đồ vật đơn giản để đem đi đốt? Tôi cũng tha thiết yêu cầu 17 vị hãy xem lại 17 mục mà quý vị phản bác. Có lẽ phân công mỗi ông một mục 17/17 và đối chiếu hồ sơ ngay bây giờ, xin quý vị hãy yêu cầu cấp dưới cung cấp ngay các bút lục bị thiếu, sẽ hiểu ngay bản chất. Xin đừng vì sự lười biếng công bộc và kiêu ngạo cộng sản mà hủy hoại nền tư pháp vốn đang cố gắng tốt lên. Sai thì nhận sai và sửa trước khi đốt ra cho như dao và thớt. Có một chi tiết không biết nên khóc hay nên cười. Buổi sáng dọn hiện trường, các anh dân phòng rất sợ và họ uống rượu cho say để bớt sợ. Uống xong thì các anh mới vào dọn. Thực ra thì ở quê, chuyện đốt đồ cũ là hết sức bình thường. Và nói chung, vụ này ẩu ngay từ đầu, nhà báo Trương Châu Hữu Danh đã nhận định như vậy. Và trên trang Facebook cá nhân mang tin Võ Tòng, tức thạc sĩ Võ Văn Tài, nguyên phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tây Ninh, hiện là giảng viên trường nghiệp vụ kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh, ông đưa ra bình luận về vết thương ở ngay cổ nạn nhân với bài viết mang tựa đề vết cắt lạnh lùng. Đây là hình ảnh Hồ Duy Hải lúc thực nghiệm điều tra với chiếc ghế đã bị đổi và một con dao dắt vào bụng.
Hình bên phải là chiếc ghế thật và phía dưới là một tờ báo. Điều này chắc chắn là tờ báo ấy có dấu vân tay của hung thủ hoặc người liên quan, nhưng hồ sơ vụ án đã không xác định được dấu hiệu này. Tôi may mắn được xem bản ảnh ở cự ly gần chụp vết thương chí mạng ở vùng cổ nạn nhân trong vụ bưu điện Cầu Voi. Vết thương hở miệng rất sâu và rộng, gần như nửa cổ nạn nhân. Tôi có hình ảnh này nhưng vì ghê rợn nên không dám tải lên. Vết thương như vậy, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để nhận định là hung thủ ra tay rất mạnh, dứt khoát, lạnh lùng và tàn độc. Từ nhát dao đoạt mệnh đó cho đến chúng ta thấy điều gì, tôi có thể mạnh dạn lý giải như sau. Kẻ giết hai nạn nhân phải là một tay sát thủ hoặc có bản năng sát thủ. Khi hắn ra tay thì nạn nhân hầu như không có một cơ may để kháng cự. Hắn sử dụng cách thức đoạt mệnh của hai nạn nhân tương tự như nhau, dùng vật cứng, đập đầu làm nạn nhân chưa hiểu chuyện gì đã bất tỉnh, không kịp kêu cứu hay phản kháng, cho nên hắn giết người ngay tại khu dân cư mà không một người nào gần đó cảm nhận được chuyện bất thường. Hoặc là hung thủ có mối sâu hận cao độ nên đã nảy sinh ý định giết nạn nhân nhằm thỏa mãn sự ích kỷ cao độ và tâm địa tàn độc của hắn. Khi hung thủ là loại người này thì tôi dự đoán hắn sẽ lên kế hoạch cụ thể từ trước. Hắn suy nghĩ rất kỹ và lựa chọn phương pháp giết người sao cho không bị phát hiện. Và cách thức ra tay của hắn thể hiện hắn hiểu rất rõ cách thức ngăn chặn không cho nạn nhân kêu cứu, làm bại lộ bản thân của hắn. Như vậy, hắn không thể là tên ngáo đá hay kẻ nhất thời. Theo hiểu biết của tôi về tâm lý tội phạm thì người ngáo đá khi thực hiện hành vi giết người thường bị ảnh hưởng bởi tình trạng say chất ma túy. Lúc đó, tên tội phạm ấy chủ yếu hành động theo sự ảo giác, cơn say, đâm chém điên cuồng, nhưng hình ảnh hiện trường, tử thi thì không có như vậy. Hai nạn nhân đều bị giết với cách thức rất gọn gàng, nên tôi tin rằng hung thủ phải là người rất bình tĩnh, lọc lõi và rất hiểu biết. Và chúng ta cần kết hợp với tình tiết sau khi giết hai nạn nhân, hung thủ đã tắt cầu giao điện, mặc dù nội dung chính thức được công bố không có chi tiết này, nhưng qua cộng đồng mạng tôi tin rằng tình tiết ấy là chính xác. Và tình tiết hung thủ trèo qua hàng rào tẩu thoát để bổ sung cho nạn nhân về tâm lý tội phạm. Đây là hình ảnh tại hiện trường với cái thớt đẫm máu bên cạnh thi thể nạn nhân. Hồ sơ vụ án còn nhiều hình ảnh chụp tử thi tại hiện trường và vài dòng viết tay, những đồ vật xung quanh tử thi. Thế nhưng, nhiều vật chứng quan trọng nhất lại bị đánh cháo hoặc bị đốt bỏ rồi đi ra chợ mua về. Thật là kỳ lạ. Và kẻ sát nhân này, hắn đã cắt cổ hai nạn nhân, chắc chắn máu sẽ bắn dính đầy tay và người. Cơ quan điều tra đã khẳng định trên tường hàng rào không có dính vết máu. Như vậy, hắn đã làm sạch máu dính tay, trên tay trước khi thực hiện hành vi trèo qua rào. Sau khi giết hai người mà hắn còn xử lý được việc tốt như vậy cho thấy hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Từ những suy luận như trên, chúng ta đối chiếu với những quy kết mà cơ quan tố tụng nhắm vào Hồ Duy Hải sẽ thấy khập khiễng ngay lập tức. Cấp sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm khẳng định diễn biến vụ án là vào khoảng 19:30 ngày 13 tháng 1 năm 2008, Dung đem Dream chạy đến bưu điện Cầu Voi gặp chị Hồng. Sau đó Hải nhân lúc chị Vân vừa đi bộ ra ngoài mua trái cây lập tức kéo tay chị Hồng lôi vào buồng để thực hiện hành vi hiếp dâm. Chị Hồng kháng cự nên Hải liền giết chị Hồng ngay. Và ngay sau đó Vân về đóng cửa của bưu điện lại, chắc chắn đã đóng cửa luôn cửa rào. Thì Hải tiếp tục ra tay giết chị Vân với cách thức tương tự như giết chị Hồng. Sau đó Hải lau chùi vết máu dính trên người và trên tay, lục lấy tài sản rồi trèo qua hàng rào phía sau tẩu thoát. Mà không biết lấy xe Dream bằng cách nào, đây là câu hỏi đang được đặt ra. Kết luận này chỉ là một cách giải thích là Hải đột xuất, nảy sinh ý định giết nạn nhân rồi lập tức ra tay. Hải không có thời gian suy nghĩ và lựa chọn phương pháp thực hiện gì cả. Khi một kẻ giết người trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, bản thân hắn không có mâu thuẫn hay thù hằn gì, thậm chí còn có tình cảm với nạn nhân. Trong lúc giết nạn nhân cũng không phải nhằm mục đích cướp tài sản thì thường tâm lý sẽ rất hoảng sợ. Những xử lý lúc đó sẽ rất vụng về. Trong thực tiễn xảy ra những vụ án giết người như vậy, phần lớn hung thủ sẽ cuống cuồng bỏ chạy thục mạng với hợp tâm lý thông thường của con người nói chung và tội phạm nói riêng. Nhưng thật lạ là trong vụ án Hồ Duy Hải, tất cả diễn ra đều rất ngược lại. Sự chéo cẳng ngỗng này do Hải có tâm lý ngược với những người đời hay do người tiến hành tố tụng từ cấp sơ thẩm đến giám đốc thẩm có tư duy như vậy? Câu hỏi cũng được đặt ra. Và đó là điều mà thạc sĩ Võ Văn Tài đã đưa ra nghi vấn thay cho lời kết luận. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 22 tháng 5 năm 2020 với bản tin Vụ Hồ Duy Hải bí ẩn từ lời khai của Thiếu tá Đinh Văn Còi và những bút lục
bị biến mất. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.